Thưa quý vị và các bạn, trước hiện trạng hệ thống cầu treo xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại trên những cây cầu này, huyện Vị Xuyên đã sử dụng nguồn lực tại chỗ và huy động ngân sách sự nghiệp giao thông của huyện sửa chữa toàn bộ hệ thống cầu treo trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên chuyên đề, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Có thể nói rằng, hệ thống cầu treo là phương tiện rất quan trọng đối với hệ thống giao thông nông thôn miền núi của huyện Vị Xuyên, giúp cho người dân đi lại thuận lợi hơn. Thế nhưng, tình trạng các cây cầu treo xuống cấp do mưa nắng dãi dầm rất nguy hiểm cho người và phương tiện mỗi khi qua cầu. Và đây là những hình ảnh hãi hùng của cây cầu treo Thác Hùng do nhóm phóng viên chuyên đề Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Giang ghi lại được cách đây đúng một năm. Sau khi hình ảnh này được phát trên sóng truyền hình Hà Giang, chính quyền và cơ quan chuyên môn huyện Vị Xuyên đã nhanh chóng vào cuộc, đầu tư kinh phí tiến hành sửa chữa cây cầu. Mong mỏi được đi trên cây cầu an toàn đã trở thành hiện thực với người dân nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đi trên cây cầu treo thôn Thác Hùng, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên. Đây là một cây cầu mới. Cách đây đúng một năm thì cây cầu treo thôn Thác Hùng qua phản ánh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang đã xuống cấp nghiêm trọng. Thì đến thời điểm hiện nay thì chính quyền huyện Vị Xuyên cũng như là các ngành chức năng đã tiến hành xây mới cây cầu, tạo việc đi lại thông thương cho bà con và niềm vui của người dân thôn Thác Khao và Thác Hùng đã có cây cầu mới. Cây cầu mới Thác Hùng được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 5 năm 2014. Giờ đây, mọi người đã không còn phải lo lắng, sợ hãi mỗi khi có việc phải qua cầu như trước đây. Người dân đã có thể chở ngô, lúa, đi lại bằng xe máy qua cầu được thuận lợi. Con trẻ hai thôn tới trường cũng yên tâm. Cây cầu thực sự đã giải quyết nhu cầu giao thông, phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất và giao thương của bà con nơi đây. Trước đây thì nhân dân thôn Thác Tăng và Thác Hùng chưa cầu đi lại thuận tiện. Thì sau khi mà được truyền hình vào đưa tin thì là nhân dân của hai thôn của xã Cao Bồ đã được Đảng và Nhà nước quan tâm làm cái cầu mới cho nhân dân đi lại. Hiện nay nhân dân đi lại rất là thuận tiện và dễ dàng. Chúng tôi biết ơn Đảng và Nhà nước nhiều lắm. Trước kia thì cái cầu này là xuống cũng mục hết, bây giờ là được dân kiến nghị, coi như là bà con kiến nghị nhiều thì được xã với là huyện Vị Xuyên họ lại tiếp tục là làm cầu này cầu mới cho dân bây giờ đi lại rất thuận lợi, là không biết nói gì nữa, coi như là bà con rất phấn khởi anh ạ. Thấy rõ những mối nguy tiềm ẩn khi người dân đi lại trên những cây cầu treo yếu và xuống cấp, huyện Vị Xuyên đã chỉ đạo phòng công thương phối hợp với chính quyền xã Cao Bồ tiến hành sửa chữa hai cây cầu treo Thác Hùng và Thác Tăng cùng hệ thống cầu nhỏ qua khe suối để người dân đi lại thuận lợi và an toàn. Bằng nguồn vốn sự nghiệp giao thông và vốn của huyện, cây cầu treo Thác Hùng đã được sửa mới hoàn toàn, bộ ván cầu mới với hệ thống cáp treo dầm sắt, tổng kinh phí lên tới 350 triệu đồng. Trước đây thì là ở địa bàn xã Cao Bồ rất nhiều cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cái việc đi lại của nhân dân ở trên địa bàn xã. Sau khi truyền hình phản ánh thì là cấp ủy chính quyền địa phương của huyện Vị Xuyên đã quan tâm tạo điều kiện cấp các cái nguồn kinh phí hỗ trợ cho nhân dân địa phương xây lại những cái cây cầu mới, đặc biệt là cây cầu treo Thác Tăng Thác Hùng. Qua thực hiện tu sửa và xây dựng cầu mới cho nhân dân các thôn thì nhân dân rất là vui mừng, phấn khởi. Việc giao thương hàng hóa của nhân dân được diễn ra thuận lợi và tốt đẹp. Vừa qua thì ở trên địa bàn xã cũng có một số cây cầu khỉ. Thì cấp ủy chính quyền huyện sau khi quan tâm tạo điều kiện đã hỗ trợ các cái nguồn kinh phí để nhà nước, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thì hiện nay trên địa bàn xã Cao Bồ hầu như các cái tuyến đường qua các cái con suối, các kênh mương thì được tu sửa và xây dựng cầu mới đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện khó khăn trong mùa mưa lũ. Cũng như hai cây cầu treo tại xã Cao Bồ, cây cầu treo thôn Nà Qua, xã Ngọc Linh cũng được huyện Vị Xuyên phối hợp với xã Ngọc Linh gấp rút sửa chữa. Cầu Nà Qua có vị trí trung tâm kết nối giao thông của một số thôn trong xã với lưu lượng người qua lại rất lớn. Cầu hỏng xuống cấp đã ảnh hưởng tới mọi hoạt động giao lưu, sản xuất, trao đổi hàng hóa của người dân nơi đây trong suốt một thời gian dài. Vì vậy, huyện Vị Xuyên đã bố trí ngân sách và huy động nguồn vốn sự nghiệp giao thông để tiến hành tu sửa cầu với kinh phí 350 triệu đồng.
cầu treo được sửa chữa với kết cấu dầm thép, hệ thống ván cầu được thay mới, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Vâng, cũng cảm ơn huyện là để tu sửa cái cầu này thì nhân dân đi lại rất là thuận tiện, đặc biệt là vào mùa mưa lũ cũng là các cháu đến trường đảm bảo đúng là giờ giấc, mà nhân dân thì rất là cảm ơn là nhà nước. Cái cây cầu này thì được xây dựng thì từ năm 2001. Thế đặc biệt là cuối năm 2013 đầu năm 2014 thì cây cầu xuống cấp là rất là trầm trọng. Là bà con đi lại rất là khó khăn. Xã thì cũng đã làm cái tờ trình đề nghị lên với Ủy ban dân huyện cũng như là các phòng chức năng. Đặc biệt là đến tháng 4 năm 2014 thì đài truyền hình Hà Giang cũng đã về quay và đưa tin lên trên chương trình của đài truyền hình Hà Giang. Thế là qua cái đợt đấy như là các cái đề nghị của xã thì Ủy ban dân huyện cũng như các phòng chức năng của huyện cũng đã vào khảo sát, và đến tháng 5 năm 2014 là phòng chức năng của huyện cũng đã đi vào để thi công tu sửa lại cái cây cầu. Mà hiện trạng thì như các anh cũng đã thấy là hiện nay thì cây cầu đã được thay lại toàn bộ từ dầm, trước kia là dầm gỗ, bây giờ thay toàn bộ bằng dầm sắt, dầm ngang, dầm dọc bằng sắt, và thay lại toàn bộ các cái quang treo để đảm bảo cho bà con đi lại. Từ tháng 7 năm 2014 là cây cầu đã tu sửa xong, bà con đã đi lại được giao lưu cũng như là hàng hóa cũng như là nhân dân đi lại được đảm bảo trong từ tháng 7 cho đến bây giờ. Toàn huyện Vị Xuyên có 31 cây cầu treo, trong đó có 17 cầu xuống cấp, 2 cầu hư hỏng nặng. Thời gian qua, huyện đã ra chủ trương rà soát, bố trí nguồn ngân sách từ vốn sự nghiệp giao thông và huy động sức dân để tiến hành duy tu sửa chữa. Theo đó, Phòng Công Thương huyện đã tham mưu với huyện hỗ trợ 400 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông phân cấp và phối hợp với chính quyền các xã sửa chữa 15 cầu hư hỏng nhẹ. Riêng với 2 cầu Thác Hùng, xã Cao Bồ và cầu Nà Qua, xã Ngọc Linh hư hỏng nặng, được huyện bố trí ngân sách là 350 triệu đồng một cầu. Với quyết tâm không để xảy ra những tai nạn không đáng có cho người dân khi tham gia giao thông, huyện đã chỉ đạo các xã khẩn trương tu sửa, nâng cấp hệ thống cầu treo. Kết quả, năm 2014, huyện đã sửa chữa và nâng cấp toàn bộ số cầu treo xuống cấp, hư hỏng, đảm bảo an toàn và đúng kỹ thuật. Phòng Công Thương và chính quyền các xã chịu trách nhiệm tư vấn giám sát, tránh thất thoát nguồn vốn và đảm bảo các chỉ số an toàn cho công trình. Về vấn đề đảm bảo giao thông an toàn thì chúng tôi có giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công như bảo dưỡng cáp, hệ thống mố neo, rồi dầm ván, dầm dọc, ván dọc, cũng như là hệ thống giống cột trụ cổng đảm bảo cho cái vấn đề an toàn, yếu tố an toàn để cho người dân đi lại thông thương cách đảm bảo nhất trong quá trình triển khai thi công cũng như quá trình vận hành sử dụng. Bên là một địa bàn rất là địa hình rất là chia cắt, do vậy là hệ thống cầu treo địa bàn cũng là rất lớn. Tổng số cái cầu treo địa bàn này là có 31 cầu treo và một số các cầu tạm. Thì trong năm 2014 chúng tôi đã khảo sát và duy tu sửa chữa 17 cầu treo, trong đó hai cầu treo mà hư hỏng rất nặng. Đến nay thì cơ bản là 31 cầu treo thì đảm bảo an toàn lại, và chúng tôi đã sử dụng nguồn sự nghiệp giao thông của huyện là tổ chức gắn biển, cắm biển quy định qua cầu đối với 31 cầu treo. Hiện nay thì cơ bản là các cầu treo đã đi lại an toàn. Những nỗ lực của huyện Vị Xuyên trong việc nâng cấp, sửa chữa hệ thống cầu treo trên địa bàn huyện đã góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên cầu treo. Dù nguồn ngân sách hạn hẹp, nhưng việc huy động nguồn lực hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp giao thông đã góp phần nâng cao chất lượng an toàn hệ thống cầu treo trên địa bàn của huyện.